Xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại kênh của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ cùng với anh em xem qua một mẫu đến từ nhà sản xuất Trung Quốc. Mình thì không có chắc, nhưng mà hình như là cái hãng này cũng đã làm vài mẫu về Gundam trước đây rồi. Tuy nhiên thì ở trong video này thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế mới. Bật mí một tí thì mình cũng đã chuẩn bị một cái mẫu khác cùng hãng để có thể giới thiệu cho anh em xem. Quay trở lại thì đây là hình ảnh nhân vật chính. Có những cái thông tin cơ bản như là tên, logo. Cạnh bên là những hình ảnh giới thiệu. Và phía bên trong có những cái runner nè. Đề canh dán, đề canh nước. Cái chân chống. Có những cái chi tiết trong suốt cho phần hiệu ứng. Độ bóng nhìn cũng rất là đã. Xem qua cái độ sắc nét thì mình đánh giá cũng khá là tốt. Chi tiết trên bề mặt thì cũng vừa phải. Nếu như mà nhìn kỹ thì chúng ta sẽ thấy những cái phần nhựa rõ ràng nhất là ở trên cái runner màu bạc nè. Bề mặt nhựa thì mình thấy cũng chưa có hoàn hảo lắm, do cũng có một vài chỗ nhám bóng khác nhau. Về độ khít hay là chất lượng nhựa ra sao thì phải chờ đến phần tiếp theo, khi mà mình đã lắp ráp xong thì mới có thể đánh giá được. Và trước khi đến với phần chính thì mình xin cảm ơn nhà tài trợ đã tạo điều kiện để mình làm video này. Nếu như mà anh em có quan tâm đến những sản phẩm về mô hình, có thể liên hệ ở đường link dưới phần mô tả để được tư vấn kỹ hơn ha. Còn bây giờ thì sẽ quay trở lại nhân vật chính thôi. Đúng với tên gọi là Blaking, một cái cỗ máy được trang bị rất là nhiều kiếm. Theo như giới thiệu thì đây là một mẫu có tỷ lệ 1/100, cao khoảng 21cm. Còn đây là cái chiều cao khi mà so sánh với cái mẫu Master Ray RSP8 mình đang có. Với tỷ lệ 1/100 này thì em nó cũng có cái bộ khung bên trong. Chúng ta cùng xem qua luôn. Cái bộ khung này thì đúng với chức năng, chỉ là nơi để gắn những cái phần giáp vào thôi, chứ không có gì đặc biệt hết. Chi tiết thì không có nhiều. Anh em sẽ thấy rõ nhất ngay cái phần bụng nè, cực kỳ đơn giản luôn. Ở cái bộ khung này thì chúng ta sẽ thấy rõ những cái chuyển động cùng một lúc ở những cái khớp. Độ cứng cáp cũng rất là tốt. Đó là một vài điểm về cái bộ khung ha. Chúng ta sẽ quay lại hình dạng hoàn chỉnh của nhân vật chính. Một cái cỗ máy với phần giáp góc cạnh. Màu sắc thì được phối với nhau từ những cái màu cơ bản rất là quen thuộc, như là giáp trắng và xám. Có hai màu xanh. Những chi tiết cam và đỏ. Có một vài điểm nhấn là chi tiết trong suốt. Bên cạnh đó cũng có những chỗ được hỗ trợ từ đề canh dán vào. Và nếu như mà anh em muốn gia tăng thêm độ chi tiết thì có thể dùng cái phần đề canh nước này. Rất là nhiều luôn. Về độ chi tiết trên bề mặt, nếu như mà so sánh với những cái mẫu ở hãng Inera thì mình thấy cái mẫu này chi tiết làm không tạo được cái vẻ cơ khí. Nó không đơn giản là ít hơn, mà những cái chi tiết thêm vào làm cho mình có cảm giác là hơi rối. Tí nữa mình sẽ chỉ từng chỗ mà mình thấy được. Còn nói về quá trình lắp ráp, anh em sẽ phải cực kỳ chú ý, bởi vì sách hướng dẫn in sai khá là nhiều. Sai từ tên chi tiết nè, cho tới những cái bước hướng dẫn luôn. Sẽ hơi tốn thời gian để mò lại, nhưng mà đối với những anh em nào mà có kinh nghiệm thì sẽ không quá khó đâu. Cái phần xử lý ghẻ cũng có một vài điểm khó chịu. Những cái ghẻ nằm ngay cái chỗ kết nối hai mảnh giáp lại, cho nên nếu như mà không khéo thì nó sẽ tạo ra một cái khe hở rất là khó chịu, giống như là mình nè. Về độ kết nối, có vài chỗ là khớp mình thấy nó hơi cứng, ráp sẽ đau tay, khi mà bẻ cũng có cảm giác hơi sợ. Ok, đó là một vài đánh giá sơ qua. Còn bây giờ sẽ xem chi tiết hơn ở từng bộ phận. Ở cái phần đầu này, mình thấy thiết kế với những cái mảnh giáp xếp sát vào nhau. Đầu tiên là cái phần cánh màu cam, sau đó là tới màu trắng. Cuối cùng là thêm một cái mảnh giáp kéo dài từ phần má ra phía sau. Phía trước sẽ có thêm một cái phần giáp màu xám. Cái phần mắt kép được tách màu và dán đề canh. Về phần mặt nạ này sẽ có hai kiểu để lựa chọn. Đề canh dùng ở đây là xuất hiện ở mắt nè, phần cảm biến ở phía trước và phía sau. Cá nhân mình thấy thì nếu như mà nhìn ngang như thế này, nó sẽ khá là đẹp. Nhưng mà chỉ cần xoay qua một cái góc khác thôi thì cảm giác bị rối liền. Về khớp thì sẽ có một cái khớp tròn kết nối, cho nên phần này có thể xoay lắc, ngước lên cúi xuống khá là thoải mái. Tiếp đến là phần thân. Mặc dù là nhìn thon gọn, nhưng mà thiết kế ở đây cái chi tiết được thêm vào không có mang tính liên kết, cũng mang lại cho mình cái cảm giác bị rối. Ở vị trí này thì có hai mảnh giáp màu cam, bên trong sẽ có cảm biến được dán đề canh. Thêm cái tản nhiệt ở hai bên ngực và cái phần lõm ở chính giữa. Phần eo với giáp màu đỏ, nhìn tổng thể thì ổn, nhưng mà cá nhân mình thấy nếu tiết chế những cái chi tiết lại thì sẽ tốt hơn. Về cử động, sẽ có những cái đoạn kết nối,
một khớp ở ngay cái phần ngực này có thể gập xuống được. Cái phần eo có thể xoay. Phần thân dưới này thì có thiết kế đặc biệt, có thể kéo cao lên, vừa giúp gia tăng biên độ gập ra phía trước. Lắc qua hai bên cũng được gia tăng. Tuy nhiên thì có một cái điểm chú ý là khi ngửa ra sau, cái mảnh giáp này rất là dễ bị bật văng ra. Còn đây là thiết kế ở phần tay, bao gồm phần giáp vai màu xanh và phần cánh tay màu trắng, có mảnh giáp gắn vào. Thiết kế góc cạnh và phối hai màu xanh với nhau, mức độ chi tiết cũng dày đặc. Có những cái chi tiết máy móc xuất hiện ở vai nè, và cái nòng súng màu cam ở giáp tay. Về phần bàn tay, chúng ta sẽ có thêm bàn tay thay thế, bao gồm bàn tay nắm nè, bàn tay xòe và những cái bàn tay nắm hờ để cầm được vũ khí. Còn nói về khớp, sẽ có một cái khớp cho phần giáp vai có thể đưa lên xuống được. Cánh tay thì có thể giơ ngang, xoay tròn. Khớp gập ở cùi chỏ rất là tốt. Cái phần giáp xanh này thì có một tí chuyển động, có thể là để hỗ trợ cho cái phần cổ tay. Cuối cùng là những cái khớp tròn ở bàn tay. Phần thân dưới thiết kế với những cái phần váy được vuốt nhọn. Khi mà nhìn từ phía trước thì cái phần váy này cảm giác nó hơi nhỏ, cho nên sẽ lộ một cái khoảng trống ngay cái phần khớp háng. Thiết kế giáp ở cái mẫu này có nhiều lớp, làm cho mình có cảm giác như cái phần màu cam này sẽ lộ ra khi mà kéo cái phần giáp trắng này lên. Nhưng mà không phải, đây là tạo hình của nguyên một khối luôn. Giáp hai bên cũng có cái phần màu cam, có thêm cái chi tiết trong suốt này. Còn ở phía sau thì kích thước sẽ to hơn một tí và có thêm cái tản nhiệt. Mặt trong của những cái phần giáp này cũng được đầu tư làm chi tiết. Nói về phần khớp, váy trước này thì được kết nối bằng khớp tròn, có thể dở cao lên, nhưng mà rất là lỏng lẻo. Hai bên có thể dở lên xuống và xoay được. Váy ở phía sau cũng có khớp kết nối để cử động được riêng biệt. Tiếp đến là phần chân. Khi mà so sánh với tỷ lệ tổng thể thì mình thấy đây là một cái cặp chân dài. Tạo hình góc cạnh với chi tiết cũng rất là nhiều, phức tạp. Có những cảm biến màu xanh được dán decal, màu sắc cũng được tách ra và phối với nhau bằng hai tông màu. Còn về phần khớp, có khớp xoay ở đùi. Cái phần gối này khi mà gập sẽ hơn được 90 độ. Đi cùng là những cái chuyển động ở những cái phần giáp gần đó. Anh em thấy cái phần gối này tách ra được thành nhiều phần nè. Hay là cái mảnh giáp ở phía sau. Nhìn chung chuyển động thì cũng khá là bắt mắt. Phần giáp ở cổ chân, ống xả ở phía sau. Cổ chân này thì có thể xoay lắc được qua hai bên, chứ không đá lên xuống được. Nói về cái phần màn chân này thì mình cảm thấy không có thích. Khi mà ở phía trước thì cử động tốt, nhưng mà ở phần gót chân thì chỉ là một khối thôi, không có cử động được. Với cái khớp ngay phần màn chân này, nó sẽ bị hạn chế với những cái tư thế mà đứng nghiêng. Thiết kế là như vậy rồi, còn khi mà kết hợp lại với nhau thì chúng ta cùng xem những cái chỗ kết nối có bị hạn chế gì hay không ha. Trước tiên là phần đầu. Do là không có giáp cản trở cho nên biên độ ở đây cũng rất là thoải mái, không vấn đề gì. Cái phần thân, như lúc nãy mình có giới thiệu thì chỉ có vấn đề ngay cái phần giáp phía sau lưng thôi. Còn về phần cánh tay, được kết nối với một cái bộ khớp ở thân. Khi mà kéo rộng ra thì sẽ gia tăng thêm biên độ cử động. Có thể xoay tròn được, giơ ngang. Còn ở phần chân, thiết kế phần háng này sẽ có một tí đặc biệt khi mà có thêm một cái khớp, cho phép chân khi mà đá ra phía trước sẽ rất là cao. Đá ra phía sau cũng vậy. Khi mà dang ngang thì cũng được hơn 90 độ. Đặc biệt là khớp kết nối cũng rất là cứng cáp. Đó cũng là một vài điểm về biên độ cử động. Tiếp theo thì chúng ta xem qua phần phụ kiện. Đây là cái bộ bách bắc, cũng là nơi tập trung những cái món vũ khí chính của nhân vật này. Có rất là nhiều kiếm, khi mà kết hợp lại giống như là một cái bộ cánh vậy á, cực kỳ ngầu.
Ở giữa nổi bật chính là cái phần khiên. Chính cái phần này cũng là nơi trang bị những cái lưỡi kiếm. Mình sẽ bắt đầu tháo từng món để xem kỹ hơn. Đầu tiên là hai thanh ngoài cùng, được kết nối bằng một chi tiết hỗ trợ. Một đầu thì gắn vào thân kiếm, cái chốt còn lại sẽ gắn vào cái thanh kiếm bên trong. Cái chỗ này là khớp trục cho nên có thể đưa lên xuống tạo được tư thế. Thanh kiếm tiếp theo cũng được kết nối bằng một cái chi tiết hỗ trợ, gắn vào cái cánh tay phụ ở bên trong. Phần này cũng có một tí biên độ cử động. Tiếp đến là hai thanh kiếm dài, được kẹp bằng bàn tay phụ, chỉ cần tháo ra thôi. Tiếp theo là phần khiên. Đầu tiên là hai cây dao nhỏ ở phía trên, chỉ cần trượt lên để lấy ra thôi. Thêm hai cây bên dưới. Kết nối chỗ này rất là tốt cho nên hai cây dao này nó không có bị trượt ra. Còn đây là những gì còn lại. Phần cánh tay phụ cũng có vài khớp để cử động. Khi mà tháo hết ra thì đây là những gì chúng ta có. Rất là nhiều món vũ khí ở đây. Chúng ta cùng xem từng món ha. Đầu tiên là một cái vũ khí dạng súng. Cái món vũ khí này thì không có trang bị ở phần sau bách bắt. Thiết kế có một cái lưỡi kiếm ở phía dưới. Màu sắc cũng được phối với phần thân. Và chắc đây là một cái thiết kế đặc biệt cho nên không có phần nòng súng. Kích thước khá là to cho nên sẽ thêm một cái chi tiết hỗ trợ khi mà trang bị lên. Món vũ khí này thì có một cái tương tác. Khi mà kéo phần giáp xanh lên, nó sẽ lộ một cái khoảng trống. Chúng ta sẽ gắn cái hiệu ứng màu xanh này vào. Đây cũng chính là cái món to nhất của cái mẫu này. Tiếp theo, cặp kiếm dài nhất. Thiết kế ở cái món vũ khí này khác biệt so với cái phần còn lại. Khi mà chỉ có cái phần cán màu xám, lưỡi kiếm màu đỏ, rất là dài và mỏng. Anh em cũng có thể thay bằng màu bạc ha. Có một cái lưu ý nhỏ nhỏ là mũi kiếm rất là nhọn, khi mà chơi cũng nên cẩn thận. Tiếp đến là hai thanh kiếm này. Thiết kế và màu sắc sẽ có nét tương đồng với nhau. Có lưỡi màu trắng, những cái chi tiết màu xanh. Những cái dao cũng vậy. Khi mà cầm lên thì mình thấy không có đẹp. Cho nên chỉ phù hợp khi mà trang bị lên cái phần khiên thôi. Chúng ta sẽ cần đến một cái chốt để có thể gắn lên tay. Đối với cái phần khiên này thì chúng ta còn có thêm một cái hình dạng khác. Khi mà kết hợp những cái món này lại, sẽ dùng một cái chốt nho nhỏ, sau đó là gắn vào thôi. Ngoài ra còn có thêm những cái cánh tay phụ để có thể mang hết những cái món vũ khí kia lên. Gắn cái phần khiên này lên trước. Không cần phải nói thì chắc anh em cũng biết đây giống như là mẫu nào rồi ha. Bốn cái thanh kiếm thì được gắn ở phía sau thông qua những cái chốt như thế này. Khi mà vác hết lên thì em nó cũng có thể đứng thẳng được luôn. Cuối cùng là phần chân đế. Rất quen thuộc với cây chống có một vài tinh chỉnh. Ok thì đó là những gì mình thấy được ở cái mẫu này. Nhìn tổng thể thì mẫu này ở mức ổn. Những cái thanh kiếm khi mà trang bị lên sẽ tạo được cái độ ngầu rất là đáng kể. Nhưng nếu như mà xem kỹ chi tiết xuất hiện thì cá nhân mình không có thích. Chi tiết quá dày đặc dẫn đến bị rối. Về màu sắc thì cảm nhận mỗi người sẽ khác nhau. Nhưng nếu như mà được thì mình sẽ giảm những cái mảng màu cam này lại. Dùng nó làm điểm nhấn thì sẽ tốt hơn. Điểm cộng mình thấy đó chính là những cái thanh kiếm tạo hình đẹp nè. Anh em cũng có thể thử kết hợp lại với nhau để cho ra những cái món vũ khí ngầu hơn. Có một tí hạn chế ở cái phần tay cầm. Do là không có chốt giữ cho nên chúng ta sẽ gặp hiện tượng bị trượt như thế này. Ngoài ra thì như mình nói ban đầu, phần hướng dẫn sẽ có một vài sai sót cho nên anh em cũng nên cẩn thận. Và với những cái điểm như vậy thì mình cảm thấy đây vẫn là một cái mẫu có thể chơi được. Anh em quan tâm thì có thể tham khảo ha. Còn bây giờ thì cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Bye bye!